Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin hậu trường đội tuyển Việt Nam. Các bạn thân mến, ngày mai trận đấu trong khuôn khổ Supercup giữa hai câu lạc bộ là câu lạc bộ Công an Hà Nội và Buriram United sẽ diễn ra. Đây là trận đấu mà bên phía Buriram sẽ không có sự góp mặt của Theerathon Bumathan. Và trong ngày hôm nay, phần trả lời họp báo của huấn luyện viên trưởng Buriram đã nói lên điều đó, sự vắng mặt của một ngôi sao rất lớn bên phía đội bóng đến từ Thái Lan. Và không loại trừ khả năng là trận đấu sắp tới của đội tuyển Thái Lan vào tháng 9 dịp FIFA Day, ngôi sao Theerathon Bumathan cũng sẽ tiếp tục vắng mặt. Rạng sáng nay ngày 21 tháng 8, câu lạc bộ Buriram United đã có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu với Công an Hà Nội. Huấn luyện viên Osman Ross mang tới Việt Nam những tên chất lượng có thể kể đến như Subhachai, Pansa, Matheus Vargas, Chatchai, Narabudin hay thủ thành Neil Etheridge. Tuy nhiên, cầu thủ nhận được sự quan tâm nhiều nhất là Theerathon Bumathan đã không thể sang Việt Nam. Ở trận đấu trước, Theerathon đã phải rời sân ở phút 46 do chấn thương. Vì thế, anh không kịp bình phục chấn thương để góp mặt trong trận đấu giao quân của Buriram tại Shopee Cup. Xa hơn nữa, khả năng Theerathon kịp bình phục chấn thương để lên đội tuyển Thái Lan dự giải giao hữu ở Việt Nam diễn ra vào tháng 9 vẫn là đang là ẩn số. Cho tới lúc này, mới chỉ có đội tuyển Nga công bố danh sách triệu tập để sang Việt Nam thi đấu giao hữu, còn chủ nhà Việt Nam lẫn đội khách Thái Lan đều chưa công bố danh sách triệu tập. Chính bởi thế, mới đây chân sút nổi tiếng của Thái Lan, Bodi Phala đã công khai đánh tiếng với huấn luyện viên Masatara Ishii. Phala cũng hé lộ tham vọng của bản thân là muốn đánh bại không chỉ đội tuyển Việt Nam mà cả là đội tuyển Nga, đội bóng có thứ hạng 33 của FIFA, cao hơn hẳn hai đại diện của Đông Nam Á. Bodi Phala chia sẻ: "Tôi hy vọng đợt này sẽ được triệu tập lên đội tuyển Thái Lan. Nếu được vậy, tôi sẽ nỗ lực hết sức. Nga là đội tuyển có đội thứ hạng cao hơn hẳn chúng tôi. Đây sẽ là một cơ hội tốt để thi đấu với địch thủ mạnh hơn hẳn. Nếu chúng tôi có thể chiến thắng đội tuyển Nga, đó sẽ là một trải nghiệm vô cùng quý giá. Còn giữa với đội tuyển Thái Lan và đội tuyển Việt Nam đã là mối quan hệ so kè bao lâu nay tại Đông Nam Á, xem đội nào mới dẫn đầu khu vực. Nếu có thể, tôi cũng muốn chiến thắng đội tuyển Việt Nam." Trước đó, huấn luyện viên Masatara Ishii đã chia sẻ về giải giao hữu sắp tới: "Nga và Việt Nam đều là những đối thủ chất lượng. Tôi đánh giá rất cao cơ hội thi đấu với họ. Nhưng trước tiên, chúng ta phải nhìn vào đội hình của mình. Tôi nghĩ hai đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nga cũng sẽ theo đuổi tiêu chí này. Giải đấu sắp tới, tôi sẽ cố gắng để các cầu thủ hiểu được chiến thuật và thể hiện tốt nhất khả năng khi họ ở đội tuyển quốc gia. Tôi sẽ lựa chọn cầu thủ theo phong độ. Chúng tôi sẽ xem xét cả tiềm năng của các cầu thủ và cố gắng đánh giá hiệu suất của họ trong tập thể. Dù không đặt nặng kết quả, nhưng tôi tin đây là một cuộc cạnh tranh thú vị. Mục tiêu của tôi qua chuyến du đấu này là chọn ra những gương mặt mới, giàu triển vọng. Các trận đấu phía trước có thể cho họ trải nghiệm quý giá ở đội tuyển quốc gia. Chúng tôi có thể không dồi dào về thời gian, nhưng quan trọng đây là giải đấu trong dịp FIFA Day, nên chúng tôi có thể gọi những cầu thủ mình mong muốn." Liên quan đến giải đấu Tam Hùng có sự góp mặt của đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Nga và đội tuyển Thái Lan. Sau khi đội tuyển Nga công bố danh sách 38 cái tên được triệu tập để chuẩn bị cho giải đấu Tam Hùng này, thì dư luận của Nga đã rất không hài lòng với bảng danh sách được huấn luyện viên Kapin công bố. Danh sách sơ bộ 38 cầu thủ tuyển Nga chuẩn bị sang Việt Nam đá giao hữu của huấn luyện viên Kapin bị các nhà chuyên môn và dư luận ném đá. Đội tuyển Nga gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 5 tháng 9 và Nga gặp Thái Lan vào ngày 7 tháng 9. Từ danh sách sơ bộ 38 cầu thủ, huấn luyện viên Kapin sẽ rút gọn trước khi sang Việt Nam. Với 38 cái tên này, huấn luyện viên Kapin bị ném đá là đi theo vết xe đổ của người tiền nhiệm huấn luyện viên Chichiso, là dựa trên cảm tính và quá khứ hơn là phong độ hiện có trên sân. Huấn luyện viên Stanislav Chichiso của tuyển Nga, dẫn quân tham dự Euro 2020, đá năm 2021, có thành tích rất tệ hại, trong đó việc ông gọi Akim Dejuba đã bị dư luận ném đá tơi tả. Vì có trung phong Dejuba thì toàn đội Nga đã không được. Bản thân tiền đạo cao kiều này hiện nay vẫn chưa có câu lạc bộ nào để đấu quân. Nay khi ban huấn luyện tuyển Nga đứng đầu là huấn luyện viên Kapin vừa công bố danh sách dự tuyển Nga chuẩn bị sang Việt Nam đá giao hữu đã bị báo Nga lên tiếng chỉ trích. Trong đó có nhiều cầu thủ có phong độ cực kém lại được gọi lên. Các nhà chuyên môn cho rằng huấn luyện viên Kapin đã thiếu cập nhật thông tin và gọi các cầu thủ vào đội tuyển theo cảm tính không phản ánh được phong độ hiện có trên sân. Tiền vệ Grushenko đang mặc áo cho SC Peterborough nhưng thể hiện rất kém và ít được ra sân. Nhưng huấn luyện viên Kapin lại gọi anh vào đội tuyển Nga. Tương tự là Igor Denisov cũng có phong độ cực kém nhưng có tên trong 38 cầu thủ vừa được công bố. Cùng với đó là tiền đạo nhập tịch từ Đan Mạch German Onuka được gọi là Lukaku của Nga. Anh cao 1m9, nặng 85 cân. Đây là lần đầu tiên cầu thủ này góp mặt trong đội tuyển của Nga. Tuy nhiên, 38 cái tên này cũng chỉ là dự tuyển. Trước khi sang Việt Nam, huấn luyện viên Kapin còn cân nhắc và rút gọn danh sách nữa. Các nhà chuyên môn, báo chí thể thao Nga chỉ trích ba gương mặt trên, nhưng họ cũng cho rằng
quan điểm của ban huấn luyện tuyển Nga hiện đã khác. Việc tuyển Nga không có những cái tên giỏi như anh em Miranchuk, Oleksiy và Anton, Chalu, Golovin cũng là một cái cách để huấn luyện viên Kapin tạo điều kiện cho những gương mặt mới thể hiện. Mặt khác, khi tuyển Nga đã với hai đại diện Đông Nam Á là Việt Nam và Thái Lan, thì việc những gương mặt mới vào đội tuyển và tạo cơ hội cho họ thể hiện cũng là một cách của nhà cầm quân cựu danh thủ Nga Vladimir Kapin. Báo chí Nga cũng tỏ ra hoài nghi về việc huấn luyện viên Kapin cầm quân kiểu kiệm nhiệm nên khó có cái nhìn toàn cục ông đang dẫn dắt câu lạc bộ Rostov và đội tuyển Nga, nên mỗi vòng đấu phải tập trung vào đội hình mình dẫn dắt. Đương nhiên là người hâm mộ bóng đá Việt Nam của chúng ta sẽ mong chờ đội tuyển Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Kim Sang-sik thi đấu thành công, mặc dù đối thủ là những đối thủ rất mạnh như đội tuyển Nga, đội tuyển Thái Lan. Các cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam ngày hôm qua đã giúp cho người hâm mộ có một buổi tối rất vui khi tạo ra một bất ngờ khi đánh bại đội tuyển U16 Nhật Bản, đội bóng rất mạnh của châu Á. Và thắng lợi này đã giúp cho thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo nhận được lời khen từ báo chí Trung Quốc và cả AFC. Trước thêm lượt trận cuối giải tứ hợp Peace Cup 2024, chủ nhà U16 Trung Quốc cần đồng thời hai điều kiện để vô địch: đánh bại U16 Uzbekistan, đồng thời U16 Nhật Bản mất điểm trước U16 Việt Nam. Trong trận đấu sớm, đội bóng xứ tỷ dân đã vượt qua Uzbekistan với tỷ số 2-1. Ở cuộc đọ sức còn lại, U16 Việt Nam bất ngờ đánh bại U16 Nhật Bản bằng bàn thắng duy nhất của Văn Bách. Hai kết quả này là vừa đủ để U16 Trung Quốc lên ngôi vô địch. Trang Baidu của Trung Quốc đã dành lời khen ngợi và cảm ơn tới U16 Việt Nam. U16 Việt Nam thật đáng kinh ngạc. Họ thắng U16 Uzbekistan tới 3-0. Cần biết, Uzbekistan là nền bóng đá đào tạo trẻ có danh tiếng ở châu Á. Sau đó, U16 Việt Nam thậm chí còn thắng tiếp cả U16 Nhật Bản với tỷ số 1-0. Kết quả của giải đấu, U16 Việt Nam và U16 Trung Quốc bằng điểm nhau. Nhưng cuối cùng, U16 Trung Quốc đã lên ngôi vô địch nhờ trơn chỉ số phụ. Chúng ta cần dành lời cảm ơn tới U16 Việt Nam. Nếu họ không tạo ra bất ngờ, ngôi vô địch có thể đã thuộc về U16 Nhật Bản. Trong khi đó, bình luận về màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo, fanpage của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC viết: U16 Việt Nam giành ngôi Á quân Peace Cup 2024 sau thất bại trước chủ nhà U16 Trung Quốc trong ngày ra quân. U16 Việt Nam rút ra được nhiều bài học quý giá. Ở hai trận đấu tiếp theo, thầy trò huấn luyện Cristiano Ronaldo có được hai chiến thắng trước các đối thủ mạnh là U16 Uzbekistan và U16 Nhật Bản. U16 Việt Nam kết thúc giải giao hữu Peace Cup 2024 với ngôi Á quân cùng nhiều ấn tượng về tinh thần và lối chơi. Truyền thông Indonesia cũng dành sự quan tâm tới màn trình diễn của U16 Việt Nam. Trang Bola Sport của Indonesia chỉ ra sự tương phản lớn trong thành tích của U16 Việt Nam chỉ trong thời gian ngắn. Một trong những khác biệt lớn nhất chính là sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo. Huấn luyện viên Trần Minh Chiến chia tay U16 Việt Nam ngay sau thất bại ở giải U16 Đông Nam Á 2024. Người thay thế ông là huấn luyện viên đến từ Brazil Cristiano Ronaldo. Không mất nhiều thời gian, ông Ronaldo đã mang tới những nét tích cực tại giải Peace Cup. Thử thách tiếp theo dành cho huấn luyện viên Cristiano Ronaldo sẽ là vòng loại U17 châu Á 2025, nơi U16 Việt Nam sẽ chung bảng với Kyrgyzstan, Yemen và Myanmar. Vòng loại được tổ chức tại sân vận động Phú Thọ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 10 tới. Ở phần cuối của bản tin, như thường lệ, chúng ta sẽ cùng đến với những hình ảnh bên lề các tuyển thủ quốc gia của chúng ta. Đây cũng là những hình ảnh thay cho lời kết của bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like, subscribe, bấm nút chuông để nhận được thông báo mỗi khi chúng tôi ra bản tin mới. Xin được kính chào và hẹn gặp lại mọi người trong những bản tin tiếp theo. Công Phượng hiện đang là một trong những cái tên được mong chờ nhất ở đợt tập trung FIFA Day vào tháng 9 tới của đội tuyển Việt Nam. Mới đây, trang chủ của Yokohama đã đăng tải những hình ảnh tập luyện của các cầu thủ chuẩn bị cho trận đấu gặp Tokushima vào ngày 24 tháng 8 sắp tới. Đáng chú ý, Công Phượng đã tái xuất trong các buổi tập của đội 1 Yokohama, dù chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng cũng là tín hiệu vui đối với những fan của chân sút gốc Nghệ An. Đã từ rất lâu, Công Phượng mới được lên sóng trên các phương tiện truyền thông của câu lạc bộ. Người đồng đội Kayuma Takai chia sẻ lại tấm hình cùng dòng trạng thái: "Bạn khỏe chứ?" Công Phượng cũng đáp lời: "Còn bạn thì sao? Nhìn tôi xấu quá." Trong suốt thời gian qua, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã cùng các trợ lý đi khắp các sân cỏ Việt Nam để thu thập dữ liệu về cầu thủ để chuẩn bị lực lượng cho ASEAN Cup 2024. Qua những trận đấu cụ thể, đội ngũ của vị chiến lược gia Hàn Quốc đã nắm được nhiều thông tin quan trọng. Thế nhưng, có một cái tên mà họ bất lực trong việc thu thập các chỉ số để theo dõi phong độ, đó là Nguyễn Công Phượng. Chân sút sinh năm 1995, không được tạo cơ hội ra sân thi đấu ở Yokohama trong suốt nhiều tháng qua. Lần cuối cùng anh xuất hiện là trận đấu tại J-League Cup, một giải đấu thường không được coi trọng. Điều này trở thành yếu tố bất lợi khi các phân tích viên của đội tuyển Việt Nam không thể đánh giá bất kỳ điều gì về khả năng đóng góp của Công Phượng.
vì anh xuất hiện trong một buổi tập cùng Yokohama mang đến ít nhất một tín hiệu tích cực. Đó là Công Phượng vẫn đang khỏe mạnh và sẵn sàng thi đấu nếu có cơ hội. Đối với Công Phượng, còn gì tuyệt vời hơn việc được đăng ký thi đấu tại J-League 2 ngay trước thềm đợt tập trung của đội tuyển. Yokohama FC đang đứng ở vị trí thứ 2 tại J-League 2. Họ có cơ hội rất lớn để thăng hạng mùa này.